Như mọi người được biết thì sáng đến giờ thì cái bọn chống cộng cực đoan ấy nó có đến nhà anh Lôi Minh ở bên Mỹ và nó ấn chuông, nó đe dọa khủng bố tinh thần anh nhà anh Lôi Minh có 3 thằng. Thì từ sáng khi mà đăng cái clip lên trên mạng thì anh em ở trong nước cũng rất là quan tâm và hỏi han tình hình anh Lôi Minh thế nào, và rất là lo cho sự an toàn của anh Lôi Minh ở bên Mỹ khi anh đã vạch trần những cái thủ đoạn của cái bọn chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Và bên Mỹ thì cái đám chống cộng cực đoan nó đang rất cay cú anh Lôi Minh và nó đã tìm đến nhà, nó đe dọa khủng bố anh ấy. Thì sáng nay em có đăng cái clip rồi thì anh em trong nước cũng rất là lo lắng và hỏi han tình hình, cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm tình hình anh Lôi Minh thế nào. Thì em vừa liên lạc được với anh Lôi Minh rồi thì anh Lôi Minh bảo anh Lôi Minh đang rất an toàn và tất cả những cái thằng mà nó đang đến nhà anh đấy đã nằm trong kế hoạch của anh đấy hết. Và hiện tại anh Lôi Minh thông báo 3 thằng đấy đã có hình ảnh biển số xe ô tô và những cái clip đấy để mình làm bằng chứng, và anh Lôi Minh đã thông báo cho cơ quan FBI ở bên Mỹ liệt 3 thằng đấy vào danh sách theo dõi. Anh sẽ làm đúng theo luật pháp của Mỹ, theo theo như lời anh nói thì anh hiện tại anh vẫn đang rất là an toàn và không có vấn đề gì cả, nhưng mà anh vẫn đề phòng cái trường hợp nó cắn trộm thôi. Còn cái tình hình mà nó đến nhà anh Lôi Minh thì hoàn toàn chính xác, nó có đến. Và theo mình được biết thì có những thông tin mình nắm được và không xin tiết lộ, ở đám mà đang chống cộng cực đoan ấy thì cái phi vụ mà đến anh Lôi Minh này, ở nhà anh Lôi Minh ấy, là có tổ chức, chúng nó có tổ chức, đến 3 thằng này đến là có tổ chức theo sự sắp xếp của một đám chống cộng cực đoan đến khủng bố anh Lôi Minh và tung lên trên mạng. Thì như các bạn đã xem ở trong hình ảnh ấy, nó có thằng nó nói ấy, là con Lisa Phạm cung cấp số nhà, địa chỉ và nơi ở của anh Lôi Minh cho 3 thằng đấy đến. Cái đấy có thể là bằng chứng cho về sau này liên quan đến pháp luật. Thì như mọi người biết thì Lisa Phạm là một tội phạm được Bộ Công an Việt Nam mình liệt danh vào tội khủng bố nhà nước Việt Nam. Cho nên là hôm nay rất là vui là anh Lê Minh lại làm được một việc rất là lớn, là điệu hổ Ly Sơn. Chính những cái clip mà 3 thằng này nó nói là Lisa Phạm mà cung cấp số nhà và địa chỉ trên clip làm bằng chứng, tất cả tôi đã lưu giữ hết rồi, thì là lại thêm một bằng chứng nữa để củng cố thêm về tội con Lisa Phạm ở tại bên Mỹ. Nên là anh tất cả những cái kế hoạch mà anh Lợi Minh sắp xếp thì đã rủ được chúng nó ra và rất là thành công. Mọi người có thể xem được 25 phút đấy, clip đấy thì 3 thằng đấy nó còn nói là chị Lisa Phạm cung cấp số nhà và địa chỉ nơi ở, nên là tôi phải thu giữ ngay hình ảnh đấy và cái đoạn đấy để làm bằng chứng. Hiện tại thì anh Lôi Minh đang rất an toàn và không có vấn đề gì cả, và anh Lôi Minh có nói rằng là em cứ yên tâm, nếu mà nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì anh có quyền được cầm súng bắn, và cơ quan police Mỹ ở bên Mỹ họ có nói với anh Lợi Minh là nó khi nó xâm hợp pháp là anh bắn thoải mái, có nghĩa là cứ vào là anh được bắn, và anh Lợi Minh anh thông tin với những cái người mật vụ ở bên Mỹ đấy. Thì nhân đây xin nói mấy mấy thằng chống cực cực đoan này, anh Lợi Minh là một người 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam, được bảo trợ cả 2 chính phủ.
được bảo trợ của hai chính phủ Mỹ và Việt Nam. Nên anh Lôi Minh cũng là một nhà doanh nghiệp, và anh Lôi Minh đã một người là làm kinh tế nên anh rất hiểu về vấn đề luật pháp và chính trị, rồi là những cái mưu mẹo của những cái công cuộc làm ăn, nên anh áp dụng rồi mấy cái bọn chống cực đoan là anh hết. Nên là chúng mày vào nhà anh đấy, chúng mày bảo anh Lôi Minh là một nhà triệu phú ở bên Mỹ. Có nghĩa là nhà anh Lôi Minh là không không anh là một người giàu có như thế thì không phải là dạng vừa, nên là chúng mày đánh giá anh như thế là chúng mày thừa hiểu là anh ấy không không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu, nên là chúng mày đừng có đe dọa và chúng mày làm những cái trò đấy, chính chúng mày đang bị dính vào bẫy rồi đấy. Chúng mày cứ cười đi rồi tao sẽ cười lại chúng mày sao. Tất cả những cái câu nói mà chúng mày nói đến con Lisa Phạm cung cấp hình ảnh với số nhà là đủ làm bằng chứng rồi đấy. Thì anh Lôi Minh hiện tại rất an toàn và tất cả đang trong kế hoạch của anh Lôi Minh để giăng chúng nó vào bẫy hết.